Vừa qua, ngày 22 tháng 5 tại Hà Nội, huấn luyện viên Jerry Phạm hợp tác cùng Adidas tổ chức buổi workout Body Jam. Đây là sự kiện thuộc chuỗi Adidas Women Monthly Workout dành riêng cho các bạn nữ hiện đại đam mê thể thao. Jerry Phạm vốn là một huấn luyện viên nổi tiếng với bộ môn Body Jam, bộ môn kết hợp giữa âm nhạc và các động tác nhảy. Cùng xem qua những hình ảnh sôi động tại buổi workout Body Jam này nhé! Sờ vào chân vải thì thứ nhất là mình cảm thấy nó rất là mát, thứ hai là rất là nhẹ. Bộ đồ đầu tiên mình cảm thấy nó có thể giúp mình hút mồ hôi và cảm thấy một thoáng mát rất là nhanh, và khi mà tập luyện xong thì mình không cảm thấy cơ thể mình bị nặng bởi quần áo. Hạt nhôm đằng sau lưng áo khiến cho cổ vai gáy của người tập luyện cảm giác mát dịu và thoải mái.